Xin chào mọi người, buổi trưa hôm nay mình cosplay đội hình của bạn IAC nghèo. Bạn ý yêu cầu mình cũng từ lâu rồi nhưng mà mình chưa có làm được. Hôm nay mình thực hiện làm đội hình của bạn ý nhé. Ở đây bạn ý có Rick một bên siêu pháo 16 này, Garden bệ pháo 12 này, Panther đôi F16, Stalker phun sao tím cả sớt. Thì hiện tại mình vẫn chưa đủ điều kiện để nâng con Stalker này lên sao tím ý. Mà bạn ý có một con sớt điện 10 như này nên mình sẽ tráo đổi hai cái cặp vũ khí này cho nhau nha. Có nghĩa là cái con sớt này thì mình sẽ dùng đôi điện 12, còn con Stalker này mình dùng đôi điện 10 nha. Đó, chứ mình cũng không có cách nào khác cả. Ok. Có vẻ như là không có ai. Chơi thử thế này đi. Mình thấy là mấy cái con boss mà cầm liên thanh ấy, nó chẳng đáng sợ chút nào luôn ấy. Thật sự mình chả thấy sợ với bọn ý tẹo nào ấy. Nó cầm minigun mình còn thấy sợ, nó cầm liên thanh mình chả sợ gì. Kiểu nó bắn như kiểu mũi đốt inox ấy. Ra nói thế thì hơi quá nhưng mà nói chung là mình không sợ. Không sợ mấy cái con boss mà dùng liên thanh. Minigun mình còn sợ chứ. Không có. Ra đây. Come here. Đấy. Này thì... Thôi cũng dễ hiểu thôi. Mình thì kiểu mình cứ đòi là một phát bay màu ngay mà. Ôi, một tên như này mới cả. Đang có cái con sao quá. Đầu nhỉ. Nghĩa là mình không cần bật kỹ năng pha này. Không sao. Đây này. 1 2. Rồi, hết đạn rồi. Reloading rồi. Mình bật kỹ năng lên mình chơi cho nó chắc nhé. Này thì quay lưng. Trời ơi, sao cái team của mình nó bay màu hết rồi kìa. Hỏi chấm. Thôi. Sau đó mình bắn cố gắng thôi. Câu kéo được ít nào hay ít đấy thôi chứ. Con này cho an toàn nhá. Ui. Thật ra cái pha đó mình chơi không cẩn thận. Tại vì sao? Khi mà chúng ta spawn ra chúng ta sẽ có tầm hơn 1 giây à? Hơn 1 giây bất tử phải không? Hay là 1 giây? Thì mọi người khi mà mới spawn ra mọi người không nên làm gì cả. Không bấm kỹ năng, không bắn thì mặc định cái phản xạ của con boss là nó sẽ tấn công mình đúng không? Thì lúc đó tất cả sát thương mà mình nhận vào đều là không hết, zero luôn. Zero damage luôn. Không nhận một sát thương nào luôn ấy. Có gì hôm nào mình làm cho các bạn xem nhé. Chắc các bạn lại bật này, chỉ được cái nói mồm. Ra cái này hẹo. Đấy. Rồi nhá, đây này, mình sẽ làm pha này cho các bạn xem nhá. Mình sẽ đợi nó đến gần đây nhá. Mình sẽ đợi nó lên gần đây xong mình tự hủy nhá. Mình tự hủy nhá. Rồi. Ok, bong đây. 3, 2, 1. Bắn đi. Đó, các bạn thấy không? Lý thuyết là lý thuyết mà thực hành là thực hành nhá. Nói có sách, mách có trứng. Cả mọi người đã bảo chỉ được cái nói mồm thôi. Đi ra là hiệu. Mà cứ nói mồm là hay. Đấy, các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta vừa xuất quân ở một cái cột mốc nào đó thì chúng ta sẽ có tầm chắc là 1 giây đi. 1 giây chúng ta bất tử, không chịu bất kỳ cái sát thương nào cả. Đó, với điều kiện là các bạn không được bấm kỹ năng này, các bạn không được tấn công đối thủ này. Khi mà các bạn thực hiện bấm kỹ năng hoặc là thực hiện tấn công đối thủ thì cái hiệu ứng đó sẽ mất ngay lập tức. Nên là mọi người có thể lợi dụng cái đó để có thể là sao nhỉ, gọi là khiến cho đối thủ hết đạn, hết những khả năng tấn công rồi chúng ta mới bắt đầu tấn công. Ok,
Ok, bản game tiếp theo. The second. Còn khác đi, còn này đi. Cái gió nhá. Captain Beacon. Captain Beacon. Captain. Ok. Nào. Ồ, được. Bình tĩnh nha. Bù đam đi. Đúng rồi. Không kịp. Đông quá. Đúng, phải gọi là lucky luôn đó. Ok luôn. Oh, shot. Ui. Nó lên luôn. Stalker. Đi sao thương cho nó đã nha. Hơi vướng chút xíu. Có khống chế này thì ngon này. Đấy. Lụm liền. Phút con lươn à? Đã là vướng cái cột đăng tên. Thôi. Đau thế. Ok. Để nhờ. Từ. Rồi. Ôi. Never mind. Tìm thế. Đây. Over here nè. Oh, nice. Oh, nice. Perfect. Mình lên đây tiếp nha. Over here. What? Ok. Còn dễ nhờ. Bắn này nghe có vẻ quá là easy nhá. Easy luôn á. Oh, nó bắn ở đó. Oh, không phải. Hiểu lầm tai hại. Thôi chắc nó bay màu rồi. Sống sao nổi á. Đó. Easy nhỉ. Quá là easy luôn.